Bắn người ta. Cướp. Giật á thì cũng có thằng khác giật thôi, ban ngày hay ban đêm gì á, nó thấy hở thì chơi luôn. Mà hồi nãy á mày được tao, tao tưởng ai được thì muốn né thở luôn. Tiền nè. Wow. Đảo quá. Mày biết á, giấy này giấy gì không? Bực mình dễ sợ luôn á. Có mấy trăm ngàn, bảo là ôm sòm, tưởng trúng mánh rồi chứ. Coi kỹ đi. Mày làm gì vậy? Cái này đâu phải tiền đâu. Dạ. Đánh tao. Mày coi kỹ đi. Đọc chữ á. Trả tiền lại cho người ta đi. Tao không có biết đạo. Mày nghe chưa? Tao kêu mày á, trả tiền lại cho người ta đi. Người ta mới đẻ đó. Sao mày biết? Ba chữ cơ. Giấy ra viện. Trời ơi. Sao xui vậy ta? Bực mình quá. Xui quá. Ai đây lạ quắc vậy? Dạ, con là người làm mới. Cô chủ mới muốn con hôm bữa. Làm gì ở trọng ca tiếng bấm chuông hoài mà không ra mở cửa vậy? Dắt xe giùm cậu đi. Dạ. Cậu mệt lắm. Mẹ, vô đây ngồi đi. Ăn nhậu kiểu gì sai xỉn dữ vậy? Sai đâu mà sai. Hôm nay tôi gặp mấy thằng bạn, tôi nhậu tới bến luôn. Trời ơi, thiệt tình. Nè, nè, coi chừng. Thảo, dạ. Vào bếp pha một ly trà nóng. Đập một miếng gừng bỏ vô lẹ lẹ nha con. Dạ. Ôi, thiệt tình không nè. Ôi. Ối cái gì mà tùm lum à. Uống kiểu gì cũng biết. Trời ơi, con Thảo nó mới lao nhà xong. Cái ông này thiệt là. Cô, trà nè cô. Dạ không sao đâu, để tí nữa con lau cho. Ờ. Cô đưa cậu lên nghỉ trước đi. Thôi lên lầu, lên lầu. Nè, đi. Ơi, sai xỉn suốt ngày. Coi chừng. Ừ.
mày ngon quá hả? Tính làm anh hùng thời đại hả? Dạ. Tại người ta nghèo, với lại mới đẻ nữa, nên tụi em mới trả lại thôi chứ bộ. Tụi bay giàu quá ha. Cha mẹ tụi bay đẻ tụi bay ra có chăm lo cho tụi bay ngày nào không? Hay là dứt tụi bay cùi bơ cùi bớt để bây giờ là gánh nặng cho tao? Đập tụi bay bao nhiêu lần rồi cũng không làm cho tụi bay không lên được chút nào hả? Ta nói cho tụi bay biết, đây là lần cuối nghe chưa? Nếu có một lần nữa, ta đập chết từng thân một. Liệu hồn á? Rên hoài sao tao ngủ được? Đói mà còn không ngủ được sao chịu nổi? Tụi bay ơi. Gì? Hình như thằng Tèo nó sốt rồi đó. Để tao đi mua thuốc cho nó. Hồi nãy thằng đó nó có đánh mày mạnh không? Không có mạnh đâu. Đánh nhẹ hiệu à. Nó giật chỏ với lại lên gối. Thằng này mà không bị phổi cũng bị lao. Biết rồi, ngủ đi. Ngủ đi. Kệ tao. Mày ngủ đi. Cô ơi, bán cho con một liều thuốc hạ sốt. Để cô chút. Nè con. Dạ. Cô ơi, cho con cái tiền. Rồi. Cảm ơn cô. Vậy dễ đi, tao có bánh mì mua cho tụi bay nè. Bánh mì hả? Hiếu đưa thuốc cho nó uống. Mở miệng. Bánh mì nè. Nè tụi bay, lại đây. Má hay là mặt hình sự lắm. Cho nên ai mà không... Bây giờ tụi bay phải làm theo tao nha. Là,
đại ca, sao mày không đi làm? Tới đây làm gì? Tụi nó chốt. Nó nhỏ nhỏ thôi, chỗ đông người sao mày ngu quá vậy? Nói lẹ đi. Được, đưa tiền cho quán. Nhanh lên. Lẹ, thằng này lê mày, nhanh lên. Thằng nào chớm vỏ này? Dạ em. Ở đâu? Em đi ngang qua em đi ngang qua lề đường á, em thấy một chiếc xe hơi đẹp ơi là đẹp luôn. Mà em thấy á, cửa kính đang mở nữa. Ở trong đó có cái bịch này nè, mà không có ai hết á. Em bập liền. Mày khá lắm. Dạ. Kỳ này tụi mình phát tài rồi. Tụi bay ngồi ở đây chờ tao. Tao đi công chuyện chút xíu, tối tao về tao thưởng nha. Dạ. Làm gì mà lâu dữ vậy? Giờ anh thông cảm, nãy giờ em bị kẹt xe ở đằng kia quá trời, anh thông cảm cho em xíu nha. Dạ mà anh hút thuốc. Thôi dẹp đi, để tao một chút. Dạ. Dạ. Đại ca kêu mày kìa. Dạ dạ. Cho mày kìa, đánh đi. Xong. Đại ca ơi, ngấp nghía cái gì ngấp hoài. Khó. Dạ, quá. Em chào đại ca. Hãy đi. Rồi đây. Dạ. Đại ca, anh vô với em luôn chứ. Chủ yếu là cho mày đánh không được. Ừ. Tao này. Mày mày chán sống rồi hả? Đập cho nó một trận, tống cổ nó ra ngoài cho tao. Mày, mày đem mấy bịch kẹo này về nhà cho gia đình mày ăn luôn đi. Đại ca tao nói gặp mày ở đâu là chém ở đó đó, nghe chưa? Liệu mà biến khỏi cái đất này luôn đi, nghe chưa? Đôi thằng khùng. Mẹ cái đám nhóc này, tụi bay biết tay tao. Thằng Tèo đâu? Tụi bay dám giấu mặt với tao hả? Tụi bay dám gạt tao hả? Đánh nó. Nhìn gì mày? Mày có biết á, chiêu này là chiêu gì không? Chiêu này có tên gọi á là lấy độc chỉ độc đó. Ngôn hồn á thì biến đi nơi khác mà sinh sống hay chưa? Dạ. Còn ở đây á, có ngày mày thảm hại thêm đó. Dạ em biết rồi. Em biến, sẽ không ở đây nữa đâu. Mày biến mày.
Tâm. Gì vậy? Ủa, mặt tôi quay bị gì vậy? Hả? Tay chân tôi quay bị gì vậy? Tụi nó đông lắm. Tao thằng Tèo với mấy đứa nữa bị chặn đường quýnh. Hên là tao với thằng Tèo chạy nhanh chứ không là bị dính như mấy đứa kia rồi. Tính sao đây Tâm? Tụi nó tội nghiệp quá. Để tao suy nghĩ đã. Cái đời ơi. Mày tính gì? Mày tính lẹ đi. Chứ không ngồi đây chết cả đám bây giờ. Từ từ, để tao tính. Mà tụi nó khoảng nhiêu thằng? Đông lắm. Bây giờ á, mày với Tèo qua bển coi thằng nào thoát mang về đây cho tao. Hả? Mày nghe tao dặn nè, tao mà làm gì á thì tụi bay không được xen vô nha. Mày nói thiệt hay là mày nói chơi vậy? Tụi nó đông lắm á, có cần thủ hàng theo không? Không cần đâu. Hả? Ê, Tèo, hôm nay thằng Tâm nó có uống nhầm thuốc liều không? Thôi đi. Hả? Đại ca, tới kìa. Ơi, có dừng á. Mày muốn giải cứu cho đàn em hả? Tôi muốn nói chuyện riêng với anh á. Đàn em của tôi có lỗi tôi chịu. Tụi tôi không muốn đánh nhau nữa. Được, mày muốn gì? Nói đi. Tôi muốn xác nhập nhóm tôi vào với nhóm anh. Cái gì? Tâm. Mày không hả? Tâm. Mày bị cái gì vậy? Mày bị không hả? Cái gì vậy? Điên hả? Tụi bay em đi. Tưởng chuyện gì? Như vậy tụi mày còn biết hôn đó. Em xin anh hãy chiếu cố bọn đàn em của em. Anh em mình mà hợp lại thì địa bàn sẽ rộng hơn và dễ làm ăn hơn, đúng không anh? Mày nói nghe có lý. Kể từ bây giờ tao tuyên bố xác nhập nhóm của mày vào chung một nhóm, nhưng mà với một điều kiện. Điều kiện gì? Anh nói đi, em cũng chấp nhận hết á. Làm lễ ra mắt đại ca đi chứ. Không hiểu hả? Đúng bay. Đúng rồi đại ca ơi. Đúng rồi đó. Đưa đây. Để lên. Tâm, tao cho mặt tay bây giờ. Mày nghĩ lại đi Tâm. Tâm, mày suy nghĩ lại đi Tâm. Nhanh lên. Thôi, nhẹ tay với nó một chút mày. Mày làm như vậy bọn nó còn hận tao thêm đó. Đứng lên mày, nhanh lên.
có sao không? Tao không sao. Bây giờ tụi bay. Đi. Dạ đại ca. Kể từ bây giờ, tao giao cho thằng Tâm phân bố địa bàn cho anh em hoạt động. Và từ nay về sau, dù có mặt tao hay không, thì tụi mày cũng phải nghe lời thằng Tâm. Nghe rõ chưa? Dạ rõ. Tâm. Mời anh đi thuốc coi. Anh Hải, em có chuyện cần bàn với anh. Có chuyện gì? Nói đi. Thôi, tụi mày giải tán đi. Tao nói chuyện với anh Hải một chút. Đi tụi bay. Đi tụi bay, đi đi. Anh Hải, tao đi ngồi. Có chuyện gì mà mặt mày nghiêm trọng quá vậy? Dạ. Cái gì? Đột nhập nhà hả?